Rồi cái gọi là nút mà nó có thể là gọi là mở ra nội dung á, nó cũng là một cái hay mà các thầy cô có thể thử trong cái khóa học e-learning này đó. Thì tôi không có nghĩ ra được cái nào mà nó có thể là có cái tác dụng gọi là đóng mở như thế này. Có thể tôi sẽ dùng nó để trang trí cái chỗ thì như điều kiện tiên quyết này đấy. À, thêm cái nút bấm vào đây nó mở ra cái chỗ để truy cập khóa học hay gì đó đại khái như vậy. Nhưng mà cái mã của nó thì nó sẽ như thế này đây đấy, và với cái mã này đó thì khi mà tôi bấm ra các thầy có thấy không, nó show cái tấm ảnh mà tôi đã up lên trên khóa học của trường campus của trường Đại học Hoa Sen này. Campus đang chuẩn bị xây nha. Ok đó, thì bây giờ nếu mà muốn sử dụng cái mã này đấy thì các thầy cô cứ chép nó ra nè, rồi thêm một cái label nè. Nói chung là muốn sử dụng HTML thì cứ label là tốt nhất rồi. Đó, nó sẽ như thế này. Đấy, thì bây giờ khi ra khóa học các thầy cô sẽ có được cái nút. Ví dụ như bây giờ tôi muốn sửa lại một chút, ví dụ như ở đây này, dùng ở chỗ này, đấy, tôi để vào đây. Campus mới tại Quang Trung 2. Đó. Như vậy đây là cái cách chúng ta tạo cái nút dạng collapsible đó này. Và với cái nút dạng collapsible thì chủ yếu là nó cho chúng ta gọi là show hình ảnh thôi. À, bây giờ cái tấm ảnh này nè. Đấy, nó không có responsive. Đấy, các thầy cô muốn là nó phải tự động nó gói lại trong cái khung ảnh này. Thì chúng ta phải thêm cho nó cái mã gọi là responsive vào. Đó nè. Đây nè, thí dụ như ở cái trang chủ tôi mách cho các thầy cô một cái cách để làm cho nó responsive. Đây này, ví dụ như các thầy có thấy không? Đấy, responsive có nghĩa là như này này, tôi kéo vào là cái ảnh nó tự co vào. Thả ra là cái ảnh nó phải gọi là giãn ra. Đấy, thế thì đây cũng là một cái label thôi phải không nào? Đấy, và các thầy có thấy này, khi mà mình muốn cái ảnh nó responsive đó thì mình phải thêm một cái là cái bản mã này class đó này. Image responsive vào. Đấy, giờ tôi thử tôi thêm cái thuộc tính này nhé vào cái tấm ảnh của trường Đại học Hoa Sen này này. Đấy, làm cho ảnh nó responsive coi nào. Đây, cái image này thì nó mới là có nguồn, bây giờ tôi thêm cho nó cái thuộc tính class img responsive đó nè. Và save and return to course. À, thì các thầy có thấy không? Bây giờ là nó responsive là như đó, nhỏ là nó nhỏ mà nó to là nó to. Thì cái này đặc biệt đấy là hữu ích khi mà chúng ta thiết kế cái tài liệu hoặc là cho người dùng người ta sử dụng ở trên điện thoại di động không nào. Đó. Giả sử như các thầy cô muốn đây không phải là tấm ảnh mà mình muốn là nó làm một cái đoạn nội dung gì đấy, chúng ta thử nha. Bây giờ. Đó, ngay cái chỗ này ha, nó không phải là tấm ảnh mà tôi muốn đưa nó vào một cái nội dung gì đó.
Đấy, thì ví dụ như này là campus mới của trường Đại học Hoa Sen rất có thể là khu đất 1 hectare tại khu vực Nguyễn Kiệm đó nè. À, thì bây giờ đóng mở nó sẽ như thế này. Bây giờ nếu mà tôi đi ra ngoài khóa học, không mở ra đóng vào, mở ra đóng vào đấy. Thế thì bây giờ nếu mà không có muốn là show show ra ngay mà muốn là người ta phải bấm vào nó mới show ra để người ta tương tác với nội dung ấy, thì các thầy cô có thể làm này. Còn giả sử như chúng ta muốn là nó là một cái video YouTube đi. Đấy, thì You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management, đấy, ví dụ như là nothing replaces a human connection. Là tôi muốn and nothing ngày chưa giông bão hả? Ok, tôi muốn đưa cái video này vào. Đó nào, cái nút đấy. À, thì tôi làm thế nào? Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy cái mã nha, tôi phải lấy cái mã iframe ấy, click vào embed cái này này giờ mà các thầy cô rành rồi. Đấy, tôi chép cái này nè. Đấy, và vào đây nè. Bây giờ không phải cái này. À, thì cái nội dung mã ở đây đó, tôi không phải là cái khu đó, mà tôi để cái đoạn iframe này vào không nào, và cái label cho cái nút này tôi sẽ để là người ta ngày chưa giông bão thì như này. Và bây giờ tôi ra đây không cái đây đóng thì nó sẽ như thế này, đóng mở đó, mở đó. Thì các thầy cô thấy là cái nút dạng collapsible này cũng rất là hay đúng không nào, nó là rất là cool. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa vời thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh đang yêu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến nơi đâu anh là nhà. Đóng vào thì nó vẫn là đang play. Rồi, ok. Đấy, các thầy cô cố gắng là khai thác tốt cái mã nguồn để tạo nút dạng collapsible mà tôi để ở đây ha. Bây giờ tôi xóa cái này đi.